chào quý vị và các bạn. Một bộ thiết bị có khả năng truyền âm thanh không dây ở khoảng cách xa hơn 50 mét. Đặc biệt, bộ thiết bị này có khả năng truyền hoặc nhận đồng thời và thu từ 2 đến 3 nguồn cung phát một lúc, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh không bị nhiễu, đã xuất hiện. Tin vui là bộ âm thanh này do một nhóm kỹ sư ở trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh chế tạo. Sự ra đời của bộ thiết bị này như thế nào và hoạt động ra sao? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong bản tin chuyển động số ngày hôm nay. Ngoài ra, bản tin còn có một số tin vắn đáng chú ý như sau. Vô hiệu hóa iPhone để kiếm tiền bất chính. Máy ảnh giúp phát hiện ung thư da. Amazon ra mắt điện thoại Fire. Bạn cần phải in ấn khá nhiều mỗi ngày. Vậy làm thế nào để tiết kiệm mực và giấy in? Góc thủ thuật kỳ này sẽ mách bạn điều đó. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Hãng bán lẻ trực tuyến Amazon của Mỹ đã chính thức gia nhập thị trường điện thoại thông minh khi cho ra mắt chiếc điện thoại Fire có khả năng tạo ảnh 3D theo góc nhìn dựa trên công nghệ Dynamic Perspective. Cũng như việc ra mắt dòng máy tính bảng Kindle Fire của riêng mình cách đây chưa lâu, chiếc điện thoại Fire của Amazon không nhằm chạy đua cấu hình hay tính năng với các đối thủ lớn trên thị trường như Samsung hay Apple. Thay vào đó, những thiết bị này sẽ đóng vai trò công cụ cầu nối giữa người dùng và các dịch vụ thương mại khác của Amazon. Được trang bị cấu hình không quá nổi bật với màn hình 4,7 inch, độ phân giải 720, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 800, smartphone Fire có điểm nhấn nằm ở máy ảnh 13 megapixel, giúp chụp ảnh tốt trong điều kiện thiếu sáng và màn hình có khả năng hiển thị hình ảnh 3 chiều. Gần đây tại Việt Nam, bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp người dùng điện thoại iPhone bỗng dưng không thể sử dụng được thiết bị của mình. Khi chiếc iPhone của họ bỗng dưng bị khóa mọi chức năng, kèm dòng tin nhắn yêu cầu nộp tiền để mở khóa. Là hình thức tội phạm điện tử từng được phát hiện tại khu vực Đông Âu, kẻ xấu sẽ đánh cắp tài khoản iCloud của nạn nhân, sau đó sử dụng chức năng tìm kiếm điện thoại từ xa Find My iPhone để thực hiện thao tác khóa cứng điện thoại và gửi tin nhắn mang nội dung tống tiền. Theo lời chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc, một khi tài khoản iCloud bị rơi vào tay kẻ xấu, thì không chỉ iPhone mà toàn bộ các thiết bị và dịch vụ Apple còn lại của nạn nhân đều sẽ bị chiếm quyền kiểm soát. Google vừa chính thức thâu tóm công ty chuyên sản xuất các thiết bị máy ghi hình an ninh kết nối với Internet Broadcom với giá trị hợp đồng lên đến 550 triệu đô la Mỹ. Được thành lập năm 2009, Broadcom cung cấp những dòng thiết bị ghi hình an ninh lắp đặt bên trong hộ gia đình, có thể được điều khiển và kiểm soát thông qua ứng dụng di động cài đặt trên điện thoại thông minh từ xa. Là một gã khổng lồ công nghệ và đang sở hữu trong tay một hệ sinh thái hoàn chỉnh với hệ điều hành Android, Google không giấu giếm tham vọng đạt được thêm nhiều thành tựu trong lĩnh vực thương mại hóa những ngôi nhà thông minh, vốn được dự báo sẽ là một thị trường có sức hấp dẫn lớn trong tương lai gần. Được phát minh bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Jyväskylä, một chiếc máy ảnh siêu quang phổ có thể là bước tiến mới trong công cuộc phát hiện và phòng ngừa chứng bệnh ung thư da. Đầu tiên, một chiếc máy sử dụng bước sóng ngắn 850 nanomet sẽ giúp các bác sĩ quét các vùng da rộng lớn và thăm dò khu vực có vấn đề. Sau đó, một chiếc máy ảnh thông thường với ống kính phóng to sẽ được sử dụng để đem lại những bức ảnh toàn diện hơn. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan bước đầu, các nhà khoa học Phần Lan cho hay phải mất khoảng 10 năm nữa trước khi công nghệ này có thể được thương mại hóa. Quý vị và các bạn, nếu bạn là một nhân viên văn phòng hay một người có nhu cầu in tài liệu với số lượng lớn, thì những ứng dụng hỗ trợ tiết kiệm mực và giấy in sẽ giúp bạn giảm được một khoản chi phí. Với những tính năng mạnh mẽ, ứng dụng Bright Printer có thể là một công cụ hữu ích. Bright Printer là ứng dụng miễn phí, có rất nhiều tính năng mạnh mẽ, phục vụ nhu cầu in ấn nhanh cũng như tiết kiệm chi phí cho người dùng. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ chỉnh sửa các thành phần trên trang in tùy thích, đặc biệt là khả năng xem trước sản phẩm dưới dạng 3D. Để sử dụng, bạn có thể tải ứng dụng tại địa chỉ như trên màn hình. Đầu tiên, để nhập một tập tin PDF vào Bright Printer xử lý văn bản trước khi in ra, bạn chỉ cần mở tập tin bằng phần mềm đọc PDF bất kỳ. Sau đó vào menu File, chọn trường Bright Printer tại mục Print và nhấn OK để nhập nội dung PDF vào Bright Printer. Khi hoàn tất, giao diện Bright Printer sẽ liệt kê các trang trong tập tin PDF để bạn chỉnh sửa. Với các định dạng tập tin khác, bạn cũng mở bằng ứng dụng thích hợp, rồi vào menu File, chọn trường Bright Printer tại mục Print. Bright Printer cho phép bạn tùy chỉnh layout trang in theo mục đích sử dụng, in một mặt, hai mặt, in dạng sổ tay, in poster,
Để thiết lập, bạn vào menu Pay Layout, nhấn vào mục Thêm để chọn một trong các kiểu in tài liệu như 2UP A4 phúc lệnh. Sau khi thiết lập xong layout, bạn có thể xem kết quả trước khi in ra dưới dạng 3D bằng cách nhấn vào menu View và chọn mục 3D. Để thêm các đối tượng vào trang tài liệu, bạn chọn trang tại khung phía trái rồi vào menu Insert. Chọn đối tượng cần thêm như Blank Page nếu muốn thêm trang mới vào sau trang đã chọn, Page Number nếu muốn đánh số tự động hay chèn dấu bản quyền tại mục Watermark. Để bật chế độ tiết kiệm mực in, bạn vào menu Effect, nhấn mũi tên sổ xuống cạnh mục Economy Mode và chọn một trong hai chế độ tiết kiệm trung bình tại mục Medium hay tiết kiệm tối đa tại mục Hard. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thanh trượt tại hai mục Brightness và Contrast để điều chỉnh độ sáng, độ tương phản của màu sắc trang in. Trong thẻ Effect còn có các tùy chọn quan trọng để giúp tiết kiệm mực in như Grayscale là in trắng đen, Remote Graphics là không in hình ảnh trên trang. Khi hoàn tất chỉnh sửa tài liệu, bạn vào menu File, chọn mục Print để in hay chọn Save as PDF File để lưu tài liệu thành tập tin PDF. Một nhóm kỹ sư tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vừa chế tạo thành công bộ thiết bị âm thanh không dây đa điểm chất lượng cao với tần số 2,4 Hz, tạm gọi là wireless, mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng về việc chế tạo các thiết bị âm thanh trong ngành truyền hình. Một nhóm kỹ sư tại phòng thí nghiệm trọng điểm điều khiển số và kỹ thuật hệ thống thuộc trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vừa chế tạo thành công bộ thiết bị âm thanh không dây đa điểm chất lượng cao với tần số 2,4 Hz, tạm gọi là wireless. Sản phẩm có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như micro không dây, thiết bị bộ đàm chất lượng cao, thiết bị dạy học tiếng Anh trong phòng lab, thiết bị thu âm không dây trong truyền hình. Đó là sản phẩm của kỹ sư Phan Huỳnh Lâm và tiến sĩ Trung Tấn Lâm. Bộ thiết bị này có khả năng truyền âm thanh không dây ở khoảng cách xa hơn 50 m. Dữ liệu được mã hóa dưới dạng số nên ít bị nhiễu. Điểm đặc biệt là bộ thiết bị âm thanh không dây này có khả năng truyền hoặc nhận đồng thời và thu từ 2 đến 3 nguồn cùng phát một lúc, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh không bị nhiễu. Thì đây là thiết bị wireless audio, thì nó sẽ gồm hai đầu thu và phát, thì đây là thu phát song công, thì vừa phát và vừa thu được luôn. Thì trong thiết bị đó sẽ có bao gồm thứ nhất là anten 2.4G, ở đây truyền tần số cao, và ở đây là cái đầu headphone để chúng ta có thể nghe âm thanh được truyền tới. Ở đây chúng ta để truyền âm thanh đi, chúng ta nói vào đây thì âm thanh sẽ được truyền đi. Ở đây chúng ta sẽ chỉnh volume lớn nhỏ và đồng thời cũng là nút mở nguồn. Ở đây chúng ta có thể sạc pin qua cổng USB. Và ở đây là chip phát audio, và đây là chip để truyền không dây. Thì pin để lưu trữ ở đây dùng một cái cục pin lithium như điện thoại. Thời lượng cục pin tầm 12-14 tiếng tùy do mình sử dụng. Thì nếu mà mình sử dụng liên tục thì trong vòng có thể là 10-12 tiếng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở nguồn thiết bị lên. Khi mà mở xong thì chúng ta thấy thiết bị sẽ có đèn nháy lên. Và chúng ta sẽ cắm một đầu thiết bị vào cái mic âm thanh. Ở đây chúng ta sẽ mở một cái chương trình nghe nhạc lên. Ở đây chúng ta có thể mở một bài nhạc bất kỳ. Chất lượng âm thanh thì rất là tốt. Ở đây chúng ta truyền số nên tránh cái hiện tượng nhiễu audio. Chúng ta có thể tăng cái âm thanh lên. Bắt đầu âm thanh nó tăng dần. Chúng ta thấy là việc tăng âm thanh này cũng không có gây ảnh hưởng đến chuyện bể tiếng. Bởi vì chúng ta truyền số nên cái dữ liệu rất được bảo đảm. Trải qua một năm nghiên cứu, nhóm tác giả đã thử nghiệm rất nhiều phiên bản công nghệ không dây khác nhau từ Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, RF và cuối cùng tìm ra đích đến là công nghệ audio tích hợp. Đây là cái sản phẩm version đầu tiên của nhóm. Thì cái version đầu tiên của nhóm cũng khu phát cái thiết bị âm thanh truyền qua chip Wi-Fi cũng tần số 2.4G. Thì phiên bản đầu tiên thì nó khá là bự và cồng kềnh. Và qua phiên bản thứ hai thì nhóm cũng xài qua chip, nhưng mà chuyển qua chip Zigbee và Bluetooth. Thì phiên bản 2 có vẻ gọn hơn nhưng mà vẫn chưa có thể là nhạy phẩm cầm tay. Thì nhóm phát triển tới phiên bản 3. Thì phiên bản 3 xài một cái chip khác tần số cao hơn nữa, băng không cao hơn. Và chúng ta có cái kích thước khá là nhỏ, nhưng ở đây chúng ta thiếu khá nhiều chức năng. Và cuối cùng thì nhóm đã thành công với sản phẩm cuối cùng, audio với đầy đủ cái tính năng mà nhu cầu thị trường đang cần. Trên thị trường đã có một số thiết bị truyền âm thanh không dây chất lượng cao của Sony, Sennheiser.
Tuy nhiên, đa số những thiết bị này có giá thành rất cao nhưng độ truyền tín hiệu không xa và mỗi bộ chỉ đảm nhiệm riêng một nhiệm vụ phát hoặc thu chứ không thể đảm nhiệm cùng lúc hai nhiệm vụ trên. Cái thiết bị này là thiết bị audio có thể truyền nhiều chạm phát và chạm thu được với nhau. Thì ở đây chúng ta phải vừa phát được và chúng ta vừa thu được trong cùng một lúc chứ không phải chúng ta phát và thu nó gà gạt. Và chúng ta có cái thứ nhất là cái pin chúng ta có thể sạc được và lưu trữ rất là lâu, có chế độ tiết kiệm năng lượng hơn so với các thiết bị ngoài thị trường. Còn về chất lượng âm thanh á, thì đây là chất lượng âm thanh khá là tốt so với các thiết bị hiện tại. Và chúng ta truyền là tần số cao 2.4G, thì cái diện truyền số chúng ta sẽ tránh được cái hiện tượng nhiễu do cái tín hiệu analog sinh ra. Hiện nay thiết bị này thì đang cho một số cá nhân thử nghiệm. Thì sau một thời gian thử nghiệm thì chúng tôi sẽ nhận lại cái thiết bị và nhận luôn cái lời phản hồi để chúng ta khắc phục cái thiết bị và phát triển thiết bị tốt hơn. Nhóm tác giả cho hay họ đang bổ sung thêm màn hình LCD để chỉ kênh, tần số và sẽ tích hợp phần mềm khử nhiễu, khử ồn và mic thu để âm thanh thu được có chất lượng thực nhất. Việc chế tạo thành công bộ thiết bị âm thanh không dây đa điểm chất lượng cao cho thấy sự năng động sáng tạo của đội ngũ kỹ sư trẻ tại Việt Nam, đồng thời mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng về việc chế tạo các thiết bị âm thanh trong ngành truyền hình, lĩnh vực mà các tập đoàn lớn trên thế giới đang nắm giữ. Hy vọng sản phẩm này sẽ sớm có mặt trên thị trường để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Có lẽ sự ra đời của thiết bị âm thanh này là một tin vui với bất kỳ ai làm nghề và đam mê công nghệ. Hy vọng là sản phẩm này sớm có mặt trên thị trường để phục vụ các hoạt động tốt hơn. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin chuyển động số ngày hôm nay. Tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong bản tin chuyển động số 133 được phát vào ngày 1 tháng 7 năm 2014 trên trang truyền hình báo Tuổi Trẻ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn. Thân ái chào tạm biệt.